Chào mừng quý anh em bà con đến với YouTube Xưởng Tiện Cánh Xuyên nha. Hôm nay bên em chính thức hoàn thành xong con máy Isuzu 4KH1 full được chơi trong bộ dàn cầu inox. Giờ mình test nổ thôi chứ chừng chờ gì nữa giờ. Quá nhảy luôn. Không hơi không khói nha, máy quá chuẩn. Rồi lên ga. Này thì không có sợ gì, sợ cái là bị cháy bật cây thôi, bật dây. Chưa có cho vô nhớt, khi nào mình đi tới chỗ có vô nhớt. Giờ không cho vô nhớt được. Nhớt nó chảy tùm lum hết. Sẵn đây mình chỉ luôn cho anh em bà con cách đơn giản để xả ga Isuzu 4KH1 ha. Có một bình luận nhờ chỉnh ga. Đây là chỉnh ga máy Isuzu 4KH1 nha. Con này mình dặn ngược ga thì nó ga nó nhỏ ha, còn dặn vô thì ga nó càng lớn. Đây nè, trên cái đắt điện chút xíu nè. Anh em thấy trên đắt điện chút xíu. Thấy chưa? Dặn vô thì nó ga lớn nha, dặn ga thì nó ga nó nhỏ một chút. Còn chuyện mà lắc heo thì sau này mình sẽ có clip làm sao. Thì này là chỉnh ga anti lớn nhỏ, nói chung là cấu tạo đơn giản vậy thôi, nói chung là không có gì để chỉ anh em chưa á. Rồi kẹp bình nè, nổ cho ga quá chuẩn nghe thi. Hạ dù chút, hạ dù chút. Mình thì có nhiều cách chỉnh, mình có thể hạ tăng này cũng được nè, hạ tăng này rồi tăng này, chung là nhiều cách lắm. Được nè, anh xài đó đó. Nhìn vô còn gõ nó xuống nó bị tà đậu.
Được rồi đó. Nhiều quá nó bị hao dầu. Chưa có kẹp. Chưa hỏng lắm. Chỉnh nhất tăng này nè. Dời tăng này. Rồi để đó, để làm sao cũng được. Chỉnh chưa? Chưa. Rồi để đó đi. Nhặt vài ba cái chơi chơi vui vui hơi hám nữa xong. Có hình quá không? Đâu có dặn gì đâu. Đâu đâu vô thử ra. Chưa có đề. Ok, chắc nổ gì thôi, chứ biết sao giờ. Không lẽ là chơi nổ tới chiều sao, tới tối sao. Hôm nay cũng chiều rồi. Đây là full đồ chơi inox nha. Đó là full đồ chơi sắt nha. Chắc này 3 giờ 49 rồi. Mà trời đang mưa nên tối gì lắm. Full đồ chơi sắt. Có lực gác luôn. Lực gác này có số anh em có bình luận lên là làm kiểu này nó xấu. Thì cảm ơn anh em đã góp ý ha. Xấu thì có xấu thiệt, nhưng mà nó tùy theo cái nhu cầu mà địa phương người ta sử dụng. Chỗ dùng nước mặn á thì ít có khi nào gác lắm. Nhiều khi cả năm người ta mới vệ sinh lần. Còn dùng nước ngọt á, bên này em làm cao khoảng 1 tấc 6 tấc 7 á, cũng gần 2 tấc á, tấc 8 nhưng không ít đâu. Chạy khoảng chừng có 1 tiếng là nó đầy hết trơn bình này luôn à, chứ không phải là nó để làm kiển hay làm này kia đâu. Chừng khoảng 1 tiếng là phải mở, phải vệ sinh nè. Vô 4 ca một vô đồ chơi nha. Anh em cô bác nào nhu cầu sử dụng thì alo liên hệ em á. Số điện thoại của em là 0918782120. Này turbo nữa, đỡ độ turbo lớn luôn nha. Rồi, cảm ơn bà con nha. Giờ tiếp theo con này về bên Thạnh Phước, Kiên Giang. Còn con đó về bên Phú Tân nha. Con bên kia về Phú Tân, ngày mai sẽ làm. Rồi, cảm ơn bà con.